Chị ơi, em bị mụn thì nên dùng tretinoin hay là retinoid để điều trị mụn? Dùng cái nào thì hiệu quả đối với da em nhỉ? Nên bắt đầu bằng tretinoin hay là retinoid hay như thế nào? Hôm nay bác sĩ Ngọc sẽ giải thích cho các bạn. Tretinoin hay là retinoid thì sẽ phù hợp với cả da mụn trong quá trình điều trị mụn và trị thâm nhé. Xin chào cả nhà, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh YouTube của bác sĩ Ngọc. Và ngày hôm nay với chủ đề về tretinoin và retinoid cho da mụn thì bác sĩ Ngọc sẽ chia ra làm hai phần để làm rõ cho các bạn nhé. Phần đầu tiên, số 1, đó chính là tretinoin và retinoid thì có tác dụng trên da mụn như thế nào. Và phần thứ hai đó chính là giải đáp là da mụn thì nên dùng tretinoin hay là retinoid để trị mụn và trị thâm. Và có ai là lần đầu tiên đến với kênh YouTube này không ạ? Mời các bạn hãy tham gia vào trong group Skincare khoa học cùng bác sĩ Ngọc này và hãy like fanpage bác sĩ Nguyễn Ngọc nhé. Hàng ngày thì bác sĩ Ngọc sẽ post rất là nhiều lên hai cái cộng đồng này và cũng có rất là nhiều những bạn tham gia đặt câu hỏi và các bạn người mới có thể đặt câu hỏi luôn ở trên đó và luôn luôn chúng ta sẽ có câu trả lời. Và đầu tiên thì tretinoin và retinoid là gì? Thì hai người anh em này thì đều là retinoid thế hệ thứ nhất. Với retinoid thì là vitamin A gốc rượu, còn tretinoin thì là vitamin A gốc axit. Những retinoid ở trên da thì rất là dễ bị oxy hóa để chuyển thành axit retinoic và những dẫn xuất khác của nó. Thì đầu tiên là sẽ qua một bước chuyển hóa từ retinoid thành retinaldehyde này, sau đó từ retinaldehyde oxy hóa một lần nữa thì chuyển thành là tretinoin hay là axit retinoic. Và retinoid thì sẽ chỉ hoạt động được ở trên da khi mà nó chuyển thành cái dạng axit retinoic thôi, hay là gọi là tretinoin đấy. Và qua mỗi cái bước chuyển đổi như vậy từ retinoid thành retinaldehyde và từ retinaldehyde chuyển thành tretinoin thì nó sẽ hiệu suất nó sẽ không đạt được 100%, và vì thế cho nên là đối với cả cùng nồng độ thì tretinoin bao giờ nó cũng sẽ mạnh hơn là retinoid rất là nhiều. Và cũng có những nghiên cứu cho thấy rằng là tretinoin thì nó có thể mạnh hơn retinoid cùng nồng độ đến 20 lần. Và chính vì cái đích đến của retinoid thì cũng là tretinoin ở trên da. Còn tretinoin là bôi lên thẳng nó sẽ hoạt động luôn, còn retinoid thì nó phải qua bước chuyển đổi để đến thành tretinoin ở trên da. Cho nên là khi mà bôi tretinoin lên trên da thì các bạn sẽ cảm thấy là sau những lần ở những lần bôi tiếp theo thì nó sẽ rất là rát, rất là kích ứng, có thể là bong chóc, đỏ, rát mạnh hơn nữa, có thể nổi mụn nước đúng không? Còn đối với cả retinoid thì những cái đó phản ứng đó nó xảy ra nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Có những người bôi êm thì còn không kích ứng cơ, hoặc là có thể kích ứng rất là nhẹ nhàng thôi, có hơi rát rát hoặc là kích ứng nhẹ thôi, chứ nó không bị mạnh mẽ như là tretinoin, bởi vì nó sẽ hoạt động rất là từ từ và qua những cái bước chuyển đổi thì mới thành acid retinoic để hoạt động trên da. Đối với cả tretinoin thì trong những cái tuần đầu sử dụng nó sẽ kích thích tăng sinh tế bào rất là mạnh, và vì cái việc tăng sinh tế bào nhanh như vậy và chúng ta da của chúng ta chưa kịp sản sinh ra những cái chất gắn kết tế bào là cái ceramide ở trong cái lớp thượng bì ấy, thì nó sẽ khiến chúng ta bị bong chóc tế bào nhiều hơn và mạnh hơn. Và lúc này nó gọi là cái hiện tượng là thiếu ceramide tương đối, tức là ceramide nó chưa kịp sản xuất ra đủ đối với cả cái tốc độ sản sinh tế bào. Còn đối với cả retinoid thì đương nhiên là phản ứng nó cũng sẽ nhẹ nhàng hơn và chậm rãi hơn, cho nên là tất cả những cái là bong chóc này, kích ứng đỏ rát này, mẩn ngứa này thì nó cũng sẽ là dịu hơn tretinoin rất là nhiều. Cũng chính vì thế cho nên là tretinoin thì nó là một thuốc bôi cần phải kê đơn ở quán nước ngoài nhé, còn đối với cả retinoid thì không cần. Vậy thì tretinoin và retinoid thì sẽ tác động lên cái da mụn trứng cá như thế nào? Thì tretinoin này, retinoid này hay là những cái retinoid nói chung thì đều sẽ có cái tác dụng là bình thường hóa sừng hóa cho da này, bạc sừng này, và có tác dụng là giảm viêm mụn nhẹ như là ở trong hình minh họa đây. Đối với cả mỗi cái thế hệ của retinoid thì nó sẽ mang những cái ưu điểm về chống lão hóa và về trị mụn khác nhau. Đối với cả thế hệ 1 đó là tretinoin và retinoid thì sẽ được sử dụng nhiều hơn và yêu thích nhiều hơn ở trong cái hiệu quả là chống lão hóa cho da hơn là cái hiệu quả điều trị mụn. Còn đối với cả những cái retinoid thế hệ thứ 3, ví dụ như là adapalin thì lại rất được ưa chuộng trong việc điều trị mụn hơn là việc chống lão hóa. Và những cái sản phẩm mà chứa adapalin, ví dụ như là Differin hoặc là như là Ebiduo hoặc là Azaduo thì nó đều là những sản phẩm, như là Cleansit MS nữa thì nó đều là những sản phẩm mà nó rất là bình dân thôi, thì nó cũng phù hợp với cả những đối tượng đang điều trị mụn là các bạn sinh viên. Và retinoid hay là tretinoin thì nó đều có một cái đích đến là acid retinoic để hoạt động trên da, và retinoid thì nó phải chuyển về tretinoin nó mới hoạt động. Và đối với cả tretinoin so sánh với cả adapalin trong hiệu quả điều trị mụn thì gel 0,05% tretinoin nó sẽ có hiệu quả tốt hơn đối với cả 0,1% của adapalin gel trên hiệu quả điều trị mụn trứng cá. Tuy nhiên là sử dụng cái tretinoin gel 0,05% thì nó rất là khó để dung nạp và rất là kích ứng. Còn đối với cả adapalin 0,1% thì vẫn có hiệu quả tốt. Đương nhiên là sẽ không bằng của tretinoin, nhưng mà cái sự dung nạp của nó tốt hơn và nó dễ dàng sử dụng hơn rất là nhiều. Hơn nữa là khi dùng adapalin điều trị mụn thì có thể kết hợp luôn với cả sản phẩm như là PPO cùng trong một sản phẩm, thì nó sẽ tăng cái hiệu quả trị mụn viêm hơn rất là nhiều so với cả adapalin đơn độc. Còn đối với cả tretinoin thì sẽ không kết hợp được cùng với cả benzoyl peroxide, bởi vì là tretinoin thì rất là dễ bị oxy hóa. Và đó là tác dụng trị mụn của tretinoin và retinoid. Và bây giờ thì sẽ là một tác dụng nữa cũng rất là được yêu thích của nhóm thế hệ thứ nhất retinoid, tretinoin và retinoid này, đó chính là tác dụng trị thâm trên da mụn. Thì các bạn biết không, tretinoin tác động lên sắc tố melanin qua ba cơ chế để có thể giảm cái việc hình thành sắc tố. Thì đầu tiên đó là tretinoin sẽ ức chế sự phiên mã tyrosinasa để ức chế quá trình hình thành sắc tố melanin này. Tiếp theo đó là hạn chế vận chuyển cái melanosome là cái bào quan chứa melanin lên trên tế bào thượng bì.
Và tiếp theo một cái nữa đó là sẽ bạt sừng để đưa sắc tố ra ngoài cùng với tế bào chết. Vì thế cho nên là tretinoin sẽ có tác dụng trong việc trị thâm nha các bạn nhé. Các bạn biết không, tretinoin còn có trong công thức điều trị nám đấy. Lần trước bác sĩ Hợp đã có review về một sản phẩm Chinuma đúng không? Trong đó có công thức 0,05% tretinoin nữa đấy. Nó có vai trò trong quá trình điều trị nám. Và tretinoin dùng đơn độc cũng có thể điều trị nám được cơ. Vì thế cho nên là các bạn bị mụn dùng tretinoin thì sẽ vừa có thể trị mụn này, vừa có thể trị thâm mụn được luôn. Và bởi vì retinoid thì cũng sẽ chuyển thành tretinoin, cho nên là công dụng của retinoid cũng sẽ tương tự như là tretinoin trong quá trình trị thâm cho các bạn. Và chúng ta vừa mới phân tích được cái tác dụng của tretinoin và retinoid ở trên da mụn rồi. Và bây giờ đi vào phần 2 là da mụn thì sẽ nên chọn retinoid hay là tretinoin để điều trị thâm và trị mụn. Thế các bạn biết rằng là điều trị mụn thì sẽ phải có giai đoạn điều trị tấn công này, trong cái giai đoạn mà điều trị mụn mới này. Sau đó thì chúng ta sẽ sạch mụn rồi, chúng ta sẽ phải duy trì một thời gian nữa để mụn không tái phát đúng không? Và bác sĩ Ngọc cũng sẽ chia ra làm hai giai đoạn để phân tích cái tác dụng của retinoid và tretinoin. Thì đối với cả giai đoạn điều trị tấn công, nếu như mà các bạn ở mức độ mụn nhẹ là độ 1 thôi mà chỉ có những một vài những cái nhân mụn thôi thì các bạn có thể dùng tretinoin cũng được mà dùng retinoid cũng được. Hầu hết nếu như mà các bạn không có vấn đề nhiều về da như là dùng những kem trộn dưỡng thuốc, thì đối với cả những tình trạng da mà chỉ có một cái vài cái nhân mụn ở mức độ 1 như là ở trong cái đường link mô tả, và sẽ có một cái video phân tích về các cái mức độ mụn ấy, thì là nó sẽ thường không bị quá nhạy cảm nếu như các bạn không lạm dụng kem trộn dưỡng thuốc và không làm những cái tổn thương lên da. Thì lúc này các bạn da các bạn không quá nhạy cảm, các bạn có thể dùng tretinoin cũng được hoặc là retinoid cũng được. Nhưng trong trường hợp mà cơ địa da nhạy cảm sẵn mà có một chút mụn dù là mức độ 1 thôi mà các bạn da quá nhạy cảm thì các bạn cũng có thể bắt đầu bằng retinoid trước. Còn nếu như mà các bạn ở mức độ 2, độ 3 là bắt đầu có mụn viêm hoặc là mụn như viêm nhiều hoặc là có xuất hiện thêm cả mụn bọc nữa, thì lúc này cái retinoid mà bác sĩ Ngọc khuyên dùng hơn không phải là tretinoin và cũng không phải là retinoid, mà các bạn bác sĩ Ngọc ở quan điểm của bác sĩ Ngọc khuyên dùng hơn đó là adapalene. Thì adapalene có thể kết hợp trong sản phẩm như là Azaduo hoặc là Epiduo kết hợp thêm với cả cái benzoyl peroxide ấy, thì cái hiệu quả trị mụn của nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều trên mụn viêm. Vừa kết hợp retinoid và vừa có thể kết hợp với cả giảm viêm đó là benzoyl peroxide thì nó sẽ vừa đào thải nhân mụn tốt và vừa giảm viêm mụn, co gọn cùi mụn rất là hiệu quả. Đối với cả tretinoin thì sẽ không làm được điều này, bởi vì tretinoin thì sẽ không dùng được cho sản phẩm có chứa benzoyl peroxide. Hoặc là đối với cả mụn viêm như vậy, chúng ta có thể dùng kết hợp adapalene với cả kháng sinh ví dụ như là Glenis C thì cũng sẽ rất là hiệu quả đối với cả điều trị mụn. Còn nếu như mà các bạn ở mức độ mụn độ 4 rồi thì chúng ta cũng không nên là tự điều trị tại nhà đâu, mà chúng ta hãy nên đến bệnh viện để có những cái phác đồ thích hợp, có thể là uống thêm thuốc nữa. Còn nếu như chúng ta tự bôi những cái loại retinoid hoặc là tự bôi linh tinh trên da mà không qua sự thăm khám kỹ càng thì có thể nó sẽ còn bị nặng hơn và kéo dài thời gian điều trị hơn rất là nhiều. Tiếp theo là sang giai đoạn điều trị duy trì thì sao? Điều trị duy trì tức là lúc này chúng ta đã sạch mụn rồi và chỉ duy trì ngừa cái nhân mụn tái phát thôi. Và nếu như có vấn đề gì trên da nhà thâm như là sẹo thì chúng ta xử lý thêm nốt. Thì cả retinoid và tretinoin lúc này đều có tác dụng là ngừa nhân mụn tái phát bằng cách là làm bình thường hóa sừng hóa cho da đúng không? Khi chúng ta dùng đều đặn và kiên trì thì cái tốc độ thay mới tế bào sừng nó sẽ được làm bình thường, tức là mỗi ngày sẽ có một hàng tế bào sừng bong ra và nó đều đặn như vậy, thì nó sẽ ngăn cản cái việc là chúng ta sẽ bị bít tắc tế bào chết ở trong lỗ chân lông, và từ đó thì chúng ta cũng thể ngừa nhân mụn tái phát. Còn hơn nữa là bác sĩ Ngọc cũng đã nói một cái tác dụng nữa của tretinoin, đó là kích thích tăng sinh cái hyaluronic acid ở trong da và ngăn ngừa cái việc là bị mất collagen bằng việc là ức chế cái enzyme collagenase. Vì vậy cho nên là cái hiệu quả nó không chỉ là ngừa nhân mụn đâu, mà nó sẽ còn làm cho da của chúng ta dày hơn, từ trung bì này cho đến lớp thượng bì nó cũng dày hơn và căng hơn vì được có HA cấp ẩm thêm nữa, tức là nó sẽ vừa là làm đẹp da, chống lão hóa và nó sẽ vừa là ngừa nhân mụn tái phát. Tuyệt vời không ạ? Cả tretinoin và retinoid thì sau này nó sẽ chuyển về cả tretinoin để hoạt động, cho nên nó cũng sẽ có tác dụng này. Và cái việc mà kích thích tăng sinh collagen như vậy của tretinoin và retinoid thì nó sẽ còn là giúp chúng ta hỗ trợ có quá trình điều trị sẹo lõm rất là tốt nữa. Đương nhiên là nếu như mà sẹo lõm các bạn là sẹo cũ, sẹo lâu năm mà nó thành màu da như bình thường rồi thì bắt buộc chúng ta sẽ phải thêm những cái biện pháp làm thủ thuật khác. Còn đối với cả những sẹo lõm mới thì cái việc bôi tretinoin trong giai đoạn đầu để ngừa mụn tái phát thì nó cũng sẽ hỗ trợ cho cái việc là làm lành sẹo và hỗ trợ cho cái việc can thiệp thêm điều trị sẹo bên ngoài nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Thì đối với giai đoạn này các bạn dùng tretinoin cũng được, retinoid cũng được. Nếu như mà da các bạn khỏe rồi, ổn rồi, các bạn có thể dùng bằng tretinoin. Nếu như các bạn da các bạn vẫn còn nhạy cảm và cảm thấy là chưa yên tâm lắm thì các bạn có thể bắt đầu bằng retinoid trước cũng được. Tóm lại là video ngày hôm nay thì bác sĩ Ngọc cũng đã nói rất là nhiều về tretinoin và retinoid rồi. Nếu như các bạn có câu hỏi gì thắc mắc thì hãy comment xuống bên dưới nhé. Bác sĩ Ngọc chỉ muốn nói rằng là thế hệ 1 của retinoid có tretinoin và retinoid thì đều là hai sản phẩm rất là hiệu quả ở trong điều trị mụn và chống lão hóa. Tuy nhiên là ở quan điểm cá nhân thôi nhé. Nếu như mà trong trường hợp mà các bạn đang điều trị mụn, điều trị tấn công ở những cái mức độ mụn có mụn viêm nhiều thì bác sĩ Ngọc yêu thích cái việc sử dụng adapalene kết hợp với cả những cái nhóm chống viêm khác hơn. Còn đối với cả cái giai đoạn mà các bạn ngừa mụn tái phát và chống lão hóa thì tretinoin và retinoid là những sản phẩm rất là tuyệt vời. Và hy vọng là video ngày hôm nay đã mang đến thật là nhiều những kiến thức bổ ích cho các bạn. Nếu như thấy hay thì hãy chia sẻ nó về tường nhé. Và ấn đăng ký kênh YouTube của bác sĩ Ngọc này, ấn thêm hình quả chuông nữa để hàng ngày chúng ta sẽ có thể nhận được thêm nhiều thông báo về mỗi ngày 3 video của bác sĩ Ngọc cơ. Và còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.